chào tất cả anh em đã quay trở lại với channel của mình. Loài rồng vẫn luôn là một chủ đề văn hóa được rất nhiều bộ anime khai thác. Và ngày hôm nay, anh em hãy cùng mình tìm hiểu về 10 con rồng mạnh mẽ và bá đạo nhất trong anime. 10. Hyorimaru xuất hiện trong Burnit. Hyorimaru là linh hồn của Zanpakuto của Toshiro, đội trưởng của sư đoàn 10 của Hiệp hội Linh hồn. Trong hình dạng thật của mình, anh ta xuất hiện như một con rồng làm từ băng nhưng cũng có hình dạng con người, là loài Zanpakuto băng mạnh nhất. Hyorimaru có thể điều khiển độ ẩm trong không khí để tạo ra băng. Khi chiến đấu nghiêm túc, anh có thể thay đổi thời tiết gây ra những cơn bão băng dữ dội. 9. Megawaiza Pokemon là một trong những Pokemon huyền thoại và sở hữu sức mạnh bá đạo nhất trong thế giới Pokemon. Bản thân Megawaiza đã mạnh, mà khi tiến hóa lên Mega thì đó mới là đỉnh cao sức mạnh của nó. Ở đỉnh cao sức mạnh, nó có thể phá hủy một thiên thạch khổng lồ đang lao về trái đất và vẫn có dư năng lượng để tiếp nhận và đánh bại Pokemon Delsi huyền thoại. 8. Bahamut. Nó là một con rồng huyền thoại có thể làm rung chuyển nền tảng của thiên đường và địa ngục. Mục đích của nó là phá hủy mọi thứ và mọi người xung quanh. Sự hung hăng của nó đã vượt quá tầm kiểm soát, khiến các ác quỷ, thần và cả con người phải hợp lực nhưng không thể giết nó vì sức mạnh quá khủng của mình. Cuối cùng họ phải phong ấn nó đi. Gretchen. Nó là một trong ba sinh vật mạnh nhất tồn tại và là một hoàng đế rồng. Anh ta sở hữu sức mạnh áp đảo và có thể gây ra sự hủy diệt ở mức độ tận thế. Nó là hiện thân của những giấc mơ, kết quả là nó hoàn toàn thống trị thế giới của những giấc mơ và thu hút sức mạnh từ chúng. Nó cũng có thể ảnh hưởng đến thế giới thực thông qua giấc mơ và biến giấc mơ thành hiện thực. 6. Ryokusei trong Inuyasha. Nó là một yêu quái rồng màu xám có lớp da cực kỳ rắn chắc và trên trán có một khuôn mặt với khả năng phun ra những quả cầu năng lượng khổng lồ. Nó được Naraku giải phong ấn sau 250 năm sau khi bị Inu no Taisho, cha của Inuyasha, phong ấn. Cuối cùng nó bị giết bởi bộc nưu phá của Inuyasha. 5. Kaido. Kaido bách thú được mệnh danh là sinh vật mạnh mẽ nhất trên thế giới. Ông từng là thuyền viên trong băng hải tặc Rock cùng Big Mom và Dâu Trắng, Sư Tử và Shiki. Hiện tại ông là thuyền trưởng của băng hải tặc bách thú và là cha của Yamato. Ông có tiền thưởng là 4 tỷ 611 triệu penny. Ông có một trái ác quỷ, đó chính là trái cá cá dạng rồng xanh, giúp ông biến thành một con rồng siêu to khổng lồ có chiều dài lên đến 1.000 mét. Khi ở dạng rồng, sức mạnh của ông phải nói là siêu khủng, khi mà có thể bắn bay cả một ngọn núi hay là có thể tạo ra những đám mây nâng cả một hòn đảo. Ông có một lớp da rất dày và cứng, lại còn được cộng thêm cả haki vũ trang cấp cao. Ông có thể tanh được nhiều đòn đánh từ Luffy Gear 4, từ Zoro cầm thanh Enma và có thể đánh bại cả Kid, Killer, Zoro, Luffy, Nau cùng một lúc. 4. Streamon Dragon trong Yu-Gi-Oh! Đã nói đến rồng không thể nhắc đến Yu-Gi-Oh! Có thể nhắc đến Thiên Không Long Osiris, rồng trắng mắt xanh ba đầu của Kaiba Seto. Tuy nhiên, nếu nói con rồng mạnh nhất phải nói đến Crimson Dragon. Đây là một vị thần vũ trụ cổ xưa, lâu đời và mạnh hơn rất nhiều ba vị thần Ai Cập. Nó không có hình dạng vật lý, thay vào đó nó xuất hiện dưới hình dạng một ngọn lửa thần thánh. Trong hơn 10.000 năm, nó đã theo dõi và bảo vệ con người khỏi các thế lực độc ác. Nó sở hữu sức mạnh kiểm soát lửa, ảnh hưởng đến các sự kiện xung quanh và một số người nhất định. Nó có thể du hành đến các mốc thời gian thay thế và đi vào thực tế khác. Ở vị trí số 3, Akano no Gea. Ở trong phe theo có những con rồng rất bá đạo như Ichnu hay Ngũ Thần Long. Tuy nhiên, với sức mạnh đã thể hiện hết 100%
của mình. Thì trong clip này mình chọn Akano Nogia. Anh là một sát nông nhân quyền năng. Vào hơn 400 năm trước, anh đã học sát nông thuật để tồn tại và đi tàn sát tất cả các con rồng. Theo lời Grandini, tất cả loài rồng và cả 5 con rồng phong ấn trong người của 5 sát nông nhân đều bị sát nông thuật của Akano Nogia tước đi linh hồn. Ngoài ra, anh còn không có nguyên tố và có thể miễn nhiễm với mọi loại nguyên tố và ma thuật và có thể hấp thụ chúng để bổ sung sức mạnh cho mình. Sau khi hấp thụ khe nứt thời gian, thì anh đã có một nguồn ma lực siêu to khổng lồ đến mức anh phải tách linh hồn và thể xác ra để cân bằng khe nứt thời gian, còn thể xác thì vẫn sừng sững phá hủy thế giới bên ngoài. Sức mạnh siêu bá của mình, nếu không có cả lục địa sử dụng tiên cầu để nhốt Hắc Nông thì có lẽ Nát Sư và các sát nông nhân khác đã không thể hạ được vua rồng đen mất. Cấp độ sức mạnh của anh ở mức đa lục địa nên anh được xếp vị trí thứ 3. Ở vị trí kế cuối, King Ghidorah Void xuất hiện trong Godzilla anime. Ghidorah là quái vật rồng ba đầu, là quái vật được nhắc đến xuyên suốt phim về Godzilla. Đây là tạo hình thứ 5 trên màn ảnh và là lần đầu tiên trên anime xuất hiện trong phần 1 về Godzilla và phần 3 của phim. Nó là một con rồng vàng mạnh mẽ đã suýt giết được Godzilla cũng như phá hủy trái đất. Nó có chiều dài lên đến 20 km, là con Ghidorah to nhất từ trước đến nay. Con Ghidorah xuất hiện và đánh nhau với Godzilla chỉ là hàng giả thôi mà đã có thể phá hủy các hành tinh rồi, thì thử hỏi bản thật của nó mà xuất hiện thì còn khủng đến mức nào. Là một thực thể quái dị với hình dạng của một con rồng vàng ba đầu sống trong khoảng không thời gian giữa các chiều không gian, Ghidorah sử dụng khả năng siêu trọng lực để phá hủy vô số hành tinh mà nó đặt chân đến trong nhiều thiên niên kỷ. Khả năng ấn tượng của nó là siêu trọng lực. Ghidorah được xem là một con quái vật đã phá hủy hàng ngàn hành tinh bằng siêu trọng lực của mình. Ghidorah có thể kiểm soát trọng lực khi tấn công con tàu của người tị nạn. Ngoài ra, nó còn là sinh vật không thể nắm bắt, một thành phần khác trong cấu tạo cơ thể dựa trên năng lượng và bản chất ngoài chiều không gian của Ghidorah giúp nó có khả năng vô định hình, có thể chọn lọc người ta, chứng minh được các cuộc tấn công của Godzilla đi qua nó, trong khi cuộc tấn công của nó có thể chạm đến được Godzilla. Nó có thể hút năng lượng của Godzilla. Cấp độ sức mạnh, hành tinh, hàng pha kè và sẽ là đa hành tinh cho đến siêu đa hành tinh với hàng thật. Chính Tổng Giám Ngục Medfi nói với nhân vật chính Haruo rằng nếu như bản thể thật của Ghidorah xuất hiện, nó có thể phá hủy trái đất bằng cách chỉ cần đi ngang qua nó. Quả là khủng khiếp phải không nào? Và ở vị trí đầu tiên trong ngày hôm nay, đó chính là Super Sendron xuất hiện trong Dragon Ball Super. Đây đích thị là con rồng mạnh nhất của bộ truyện, hay nói đúng hơn là mạnh nhất trong thế giới anime ở thời điểm hiện tại. Được triệu hồi bởi 7 viên bi rồng siêu to khổng lồ, mỗi viên to bằng cả một hành tinh, biết vận chuyển đem về nhà thôi đã siêu khó rồi. Các viên ngọc giải rác ở đa vũ trụ, ở đây là vũ trụ 6 và 7, có nghĩa là ngoài việc đem ngọc rồng về nhà cất, cũng phải đưa nó đi xuyên không nữa. Trong thời gian đi phải tránh không cho thằng khác cướp, đã vậy còn phải giao tiếp bằng ngôn ngữ của thần với anh rồng nữa chứ. Là con rồng mạnh nhất cũng như là con rồng to nhất trong ngày hôm nay, kích thước của anh to bằng cả tỷ hành tinh cũng như là tỷ lần so với mấy con rồng đã kể ở trên. Ở giải đấu vũ trụ, ông thu nhỏ kích cỡ lại để mà ban điều ước cho mấy thằng cỡ như con kiến. Đối với em mình, theo Berus, việc giảm kích cỡ này là một điều ước năm xưa. Người tạo ra ngọc rồng siêu cấp chưa được biết, chỉ biết đó là một nhân vật mang tên là Janama. Một vài nguồn tin nói rằng đây là một thần Namek, chỉ biết đây là người cộng sinh với Zeno. Zeno là chúa hủy diệt thì ông là chúa sáng tạo. Ngọc rồng được tạo ra năm 441 thiên lịch. Ông là con rồng bự nhất, kích thước siêu khủng, ngoại hình thì chơi màu vàng hoàng kim kín cả cơ thể, cánh tay cùi noi xương, trên đôi tay còn có một đôi cánh rơi nữa, tóc trẻ hai mái và nhẵn nhụi, không có một sợi râu nào, lại được bọc gai quanh người như kiểu mặc giáp gai trong liên minh huyền thoại vậy. Được cái thằng nào ước cái gì là anh thực hiện luôn, không dài dòng làm gì. Điều này từng khiến Yamatsu hối hận khi trao đổi thân thể với Monaka, kẻ được mệnh danh mạnh nhất vũ trụ 7. Xếp hạng sức mạnh của các con rồng.
Top 1 Super Sandron. Thứ 2 là King Ghidorah Voi. Thứ 3 là Akano no Gia. Thứ 4 là Grimsome Dragon. Thứ 5 là Mega Zaiwara. Thứ 6 là Kaido Bách Thú. Thứ 7 là Bahamut. Thứ 8 là Hiorimaru. 9 là Ryokusei. Và 10 là Red Red. Ok, cảm ơn anh em rất là nhiều vì nãy giờ anh em đã bỏ thời gian quý báu ra để xem clip ủng hộ mình nha. Nếu như có gì sai sót thì anh em hãy comment ở phần bên dưới. Còn nếu như cái gì đúng thì mong anh em hãy comment để mà mình biết được, mình sẽ phát triển nó tốt hơn nha. Rồi, còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Nhớ đừng có quên ấn like và subscribe ủng hộ mình nha. Còn bây giờ thì bye bye và hẹn gặp lại anh em ở những clip tiếp theo. Bye bye.